rằng vào những đêm trăng sáng thì những cái đỉnh núi này vẫn có phát sáng. Và cái này thì chắc chắn là sẽ có rồi, bởi vì đã có những cái bóng đèn trên đó. Vâng, và nói đó là những cái câu chuyện truyền thuyết. Còn xét về góc độ khoa học, khi mà tiến hành người ta tiến hành khoan thăm dò vào những cái quả núi đá vôi này, thì cái đơn vị địa chất người ta cũng có kết luận là những cái quả núi này nó đã bị rỗng ở giữa. Và hồ nước này khi mà có những cái cơn gió lớn thì sóng đánh vào chân núi rất là mạnh, nó cũng tạo ra những cái tiếng binh binh bong bong. Cho nên là kể cả xét về góc độ khoa học thì những cái quả núi này cũng chính là những cái quả núi. Đây vào đây chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ cái hiện thế của cung văn hóa Tư Minh Tam Trúc. Các nhà phong thủy đánh giá Tam Trúc là chốn địa linh bởi vì có hiện thế rất là tuyệt vời, tựa sơn và hướng thủy, lưng thì tựa vào núi rất là vững chãi, mặt thì hướng ra hồ nước mênh mông. Và ở đây đến với Tam Trúc thì chỉ cần nghe một câu nói thôi, một câu rất là nổi tiếng, đó là tiền lục nhạc hậu thất tinh, là miêu tả lại toàn bộ quang cảnh ở đây. Tiền lục nhạc có nghĩa là mặt trước của chùa thì hướng ra hồ lục nhạc, hậu thất tinh là lưng của chùa là dựa vào núi thất tinh, cho nên là đó là cái câu nổi tiếng nhất của Tam Trúc, tiền lục nhạc hậu thất tinh. Và cái lối xây dựng của công trình Tư Minh Tam Trúc rất là đặc biệt khi mà nó được xây theo lối trục thần đạo, tức là tất cả các công trình chính sẽ được xây trên cùng một trục đường thẳng, và tính từ trên chùa ngọc ngọn núi trên đỉnh núi ngôi chùa trên đỉnh núi này chiếu xuống ba ngôi điện, chiếu xuống cổng tam quan và chiếu thẳng ra cái trung tâm hội nghị quốc tế là nơi mình mua vé đấy, là trên cùng một trục đường thẳng. Còn những cái cảm giác trong xương điện thoại chắc thôi nhỉ, thôi về làm gì nữa.